B chứng minh A B nhân A K bằng A M nhân A H. Thì khi cái tích này bằng cái tích này, các bạn nghĩ ngay đó là xét hai tam giác đồng đồng dạng. Quan trọng là các bạn phải chọn được hai cái tam giác đồng dạng đó cho nó dễ nhất có thể. Thì mình thấy gì à? Tam giác là A B H nè, A B H thấy góc vuông mà. Tiếp tục nè, A K M, A K M góc vuông mà, hai góc vuông. Và tiếp tục góc này bằng cái góc này nè, bởi vì cái tam giác A B M đồng dạng với A B C đó. Vậy ta chọn tam giác A B H và tam giác A K M, ta có thứ nhất đó là A H B bằng A K M, A K M bằng 90 độ. Tiếp tục nè, A B H bằng A M K, A M K. Lý do tam giác A B M, tam giác A B M đồng dạng với tam giác A C B, A C B. Đây là câu A nha mọi người, đây là câu A nè, được chưa? Từ đây suy ra hai tam giác đồng đồng dạng đó là A B thiếu gì à? À xin lỗi, H B A đồng dạng với K M thiếu gì à? Chữ A, K M A. Trường hợp góc góc. Sau đó các bạn viết ba cái tỷ số ra giúp lợi, ba cái tỷ số nè, 1 2 3, 1 2 3. Được chưa? 1 2 3, 1 2 3. Bắt đầu viết nè, thứ tự là 1 2 trên 1 2. Vậy suy ra HB trên KM bằng 1 3 HA trên KA. Tiếp tục 2 3 AB trên A AM. Sau đó các bạn chọn hai cái tỷ số nào mà có phù hợp với cái đề, đó là AB nè, AB có nè. Tiếp AK có nè, AH có nè, AM có. Vậy ta suy ra AH chia cho AK bằng AB chia AM. Sau đó các bạn nhân nhân chéo, được chưa? Vậy mình sẽ có là AB nhân AK bằng AH, AM nhân AH đều phải chứng chứng minh. Ok.